Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm sáng trong bức tranh tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2023 là tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án giao thông, đô thị, công nghiệp có tính chất tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh nhiều năm tiếp theo. Qua đó, cả tỉnh đang trở thành một đại công trường sôi động chưa từng có. Ngay sau khi huyện Văn Lâm có chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án đường DT380 đoạn từ Cầu Gáy đến Dốc Nghĩa, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên cựu chiến binh, ông Thiệu vận động con cái sớm đồng thuận nhường 86 m² đất thổ cư cho dự án. Tôi là trong cái ban giải tỏa và cũng là ban khánh tiết đình làng là cùng với các cụ bố lão và cùng với cả cán bộ địa phương vào từng hộ gia đình để động viên gia đình coi như chấp hành tốt cái chính sách của đảng và nhà nước. Trong khi vào vận động thì nhìn chung toàn dân chúng tôi là tới 100% là ủng hộ. Cùng sự đồng thuận cao của nhân dân, đến hết năm 2023, huyện Văn Lâm giải phóng mặt bằng được gần 380 ha trong tổng số gần 575 ha để thực hiện 55 dự án. Đặc biệt, huyện đã giải quyết dứt điểm một số điểm nghẽn về mặt bằng cho dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đường DT380, phần diện tích 92,5 ha để mở rộng khu công nghiệp Phố Nối A cùng hơn 50 ha để triển khai cụm công nghiệp Minh Khai. Việc giải phóng mặt bằng cho siêu dự án đường vành đai 4 cũng đạt kết quả cao. Đây đó cũng có những cái người dân có thể là chưa hiểu hoặc là cố tình không chấp hành. Thì những cái việc này chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. Đó là dùng cái biện pháp cưỡng chế. Biện pháp này cũng để làm gương. Biện pháp cưỡng chế là cái biện pháp cuối cùng không mong muốn tí nào. Thế nhưng mà những cái để mà để thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì chúng tôi vẫn đưa ra cái mục tiêu là chúng ta phải cương quyết hơn nữa. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên giải phóng mặt bằng được hàng nghìn hecta đất cho các dự án giao thông, đô thị, công nghiệp quan trọng. Trong đó, chỉ riêng đất phát triển công nghiệp đã giải phóng mặt bằng được gần 440 hecta cho các khu công nghiệp và 320 hecta cho các cụm công nghiệp. Hơn 430 km đường giao thông được thực hiện trong năm 2023, gấp 1,6 lần so với năm trước, cũng là kết quả từ sự làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Có mặt bằng sạch, các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park 2 và 3 nhanh chóng được triển khai, trở thành điểm đến thu hút khoảng 200.000 du khách ngay dịp năm mới 2024. Giải phóng mặt bằng luôn được lãnh đạo tỉnh xác định là khâu then chốt để hiện thực hóa khát vọng của Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, là thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện tốt cái đề án giải phóng mặt bằng, đây là một cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi vì tất cả các dự án, rồi các đề án, các ý tưởng mà cuối cùng không giải phóng mặt bằng được, thì tất cả những nội dung trên cũng chỉ trên giấy thôi, mà các nhiệm vụ sẽ không hoàn thành. Các đồng chí phải quyết tâm, rồi là sự ủng hộ đồng tình cao của nhân dân thì chúng ta mới hoàn thành được các cái nhiệm vụ để phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta giải phóng trung tâm có dư địa, khi mà các nhà đầu tư nước ngoài trong vòng nước đến Hưng Yên đầu tư thì chúng ta có mặt bằng sẵn. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện đi đâu cũng gặp các công trường xây dựng tấp nập. Đó là kết quả của sự nỗ lực làm ngày làm đêm, vừa hành quân vừa xếp hàng của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân vì mục tiêu tạo sự đột phá, đưa Hưng Yên tiến nhanh, tiến xa hơn nữa.